Sao ơi, băng dính đâu nhỉ, sóc nhờ. Sao ơi, băng dính con để đâu? Hả? Đó là Mi Châu 1703 ở tầm. Thế thì muốn băng dính cho bố. Bỏ cái băng dính lên bà Hiền đi. Sao cái hơi bị đẩy xa vậy? Hả? Nhấn vào đấy mà. Sao lại nhấn vào đăng ký nào? Đăng ký đâu, tự nhiên ấn vào cái đấy là nó ra như vậy. Em cứ nhấn vào đăng nhập đi thôi. Đây. Kìa. Đây nhấn vào đây, nhấn vào đây. Đây 838535. Nhấn vào tích cho kìa. Tích vào hai cái đơn, hàng có hai đơn mình phải nhấn đồng loạt hai đơn chứ. Bây giờ em in một đơn một à? Đấy, nhấn vào đấy em sắp xếp vận chuyển là nó cả một loạt hai đơn mà. Vậy nữa. Xong rồi bây giờ in một đơn một.